À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách học sinh, vở, tập viết và đặc biệt chú ý theo dõi bài học nhé. Hôm nay cô cùng các con đến với bài 20 ôn tập và kể chuyện. Chúng mình đến với mục 1 đọc. Các con hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ đọc bảng ôn sau. Chúng ta có bảng hàng ngang là các nguyên âm, ở cột dọc là các âm đầu. Các con hãy kết hợp một âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang, chúng ta sẽ được tiếng. Ví dụ M kết hợp với E, ta được tiếng me. Tương tự như thế, các con hãy kết hợp các âm để chúng mình được tiếng nhé. M, E, me. M, U, mu. N, E, ne. N, E, ne. N, U, nu. Gờ đơn không kết hợp với E. Gờ đơn không kết hợp với E. Gờ đơn kết hợp với U, ta được G, U, vu. G, E, Z. G, E, Z. G, U, du. Chúng mình đến với bảng ôn thứ hai. Các con hãy hoàn thành bảng nhé. G, F không kết hợp với O. Chúng ta có G, I, V. G, F không kết hợp với Ư. Nhờ, o nho. Nhờ, y nhi. Nhờ, ư như. Ngờ, o ngo. Ngờ đơn không kết hợp với y. Ngờ, ư ngư. Ngờ kép không kết hợp với o. Ngờ, y nghi. Ngờ kép không kết hợp với ư. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bảng ôn rồi. Các con hãy đọc lại các tiếng trong bảng ôn nhé. Qua bảng ôn, các con ghi nhớ G đơn không kết hợp với E, E và I. Và G kép không kết hợp với O, O, Ư. G đơn không kết hợp với I, E và E. G kép không kết hợp với O, Ư, U, vân vân. Các con hãy ghi nhớ quy tắc chính tả. Chúng mình đọc lại các tiếng một lần nữa nào. Chúng mình đến với phần đọc từ ngữ. Qua trò chơi hái táo, trên cây táo cô có rất nhiều quả táo. Các con hãy hái xem mỗi quả táo có những điều gì thú vị nhé. Chúng mình cùng đến với quả táo số 1. Các con đọc từ ngữ nụ cà. Các con đọc lại nhé. Chúng mình cùng hái táo nào. Còn muốn hái quả táo nào tiếp theo? Chúng ta hãy hái quả táo số 2. Chúng mình cùng đọc nhà ga. Con đọc lại nhé. Chúng mình cùng hái táo. Chúng ta hái quả táo số 3. Chúng ta cùng đọc nghỉ hè. Con đọc lại nhé. Nghỉ hè. Chúng mình hái táo mang về nào. Chúng mình hái quả táo số 4. Còn hãy đọc nào. Ngủ mơ. Chúng mình đọc lại. Ngủ mơ. Chúng ta hái táo mang về. Cần có muốn hái quả táo trên cao không? Chúng mình hái quả táo số 8 nhé. Các con hãy đọc từ ghế gỗ. Chúng mình đọc lại. Và chúng ta hái táo mang về nào. Chúng mình hái quả táo số 5. Bỡ ngỡ. Con đọc lại nhé. Và chúng ta hái táo.
Chúng ta hái quả táo số 6. Giá đỗ. Còn hãy đọc lại nào. Giá đỗ. Chúng mình cùng hái táo về. Còn quả táo số 7 chúng mình cùng hái nhé. Nho nhỏ. Các con đọc lại nhé. Nho nhỏ. Chúng ta hái quả táo mang về. Như vậy các con đã hái được những quả táo rồi. Hãy quay lại đọc các từ ngữ nào. Nụ cà, nghỉ hè, giá đỗ, nho nhỏ, ngủ mơ, bỡ ngỡ, nhà ga, ghế gỗ. Các con đọc lại từ ngữ nhé. Chúng mình đến với câu. Các con hãy đọc câu. Mẹ ghé nhà bà. Con đọc lại câu một lần nữa nhé. Chúng mình có câu tiếp theo. Nhà bà ở ngõ nhỏ. Các con đọc lại câu nữa nào. Như vậy các con đã ôn được các âm tiếng từ ngữ và câu. Chúng mình đến với mục phần 2 viết. Ngõ nhỏ nhà bà. Con hãy đọc lại câu nhé. Ngõ nhỏ nhà bà. Con hãy mở vở tập viết của mình ra. Chúng mình viết bài 20 ôn tập. Các con viết câu ngõ nhỏ nhà bà. Chúng mình viết hai lần nhé. Các con đã hoàn thành bài viết của mình rồi. Chúng mình đến với phút thư giãn nào. Chúng ta đã có phút thư giãn thật thoải mái rồi. Hãy quay lại bài học nhé. Chúng mình đến với mục 3 kể chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ nghe kể câu chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn. Trước hết các con hãy quan sát vào các tranh và chúng mình nhìn xem mỗi tranh thể hiện điều gì. Các con hãy nghe kể chuyện nhé. Bé thấy nhà hàng xóm có con gà mái. Cô bèn đuổi gà trống lấy gà mái. Gà mái ngày ngày đẻ trứng. Chỉ được ít ngày, cô lại thích con vịt của ông hàng xóm. Lại đuổi gà mái lấy vịt. Ngày nào vịt cũng ra sông tắm và bơi bên cạnh cô bé. Hôm sau, có người đến chơi mang theo chú chó nhỏ rất đẹp. Cô lại đuổi vịt lấy chú chó nhỏ. Ôm chú chó nhỏ, cô bé thầm thì. Lúc đầu chị có gà trống, sau chị đổi lấy gà mái, rồi chị đổi gà mái lấy vịt. Giờ chị thích em, nên đổi vịt lấy em đấy. Chú chó nghe vậy, cụp đuôi chui vào gầm giường. Đêm đến, nó cậy cửa trốn đi và bảo, tôi không muốn kết bạn với một cô chủ không biết quý trọng tình bạn. Sáng ra, cô bé buồn rầu khi chẳng còn người bạn nào ở bên mình cả. Vừa rồi các con đã nghe kể câu chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn. Như vậy, các con hãy quan sát vào mỗi tranh và chúng mình kể chuyện theo tranh nhé. Ở tranh 1, cô bé nuôi con vật gì? Cô bé muốn đổi con vật đó, lấy con vật nào? Tranh 2, cô bé đổi gà mái lấy con vật nào? Tranh 3, thấy chú chó xinh xắn, cô bé làm gì? Tranh 4, cuối cùng, có con vật nào ở bên cô bé không? Vì sao? Các con hãy kể câu chuyện này cho người thân của mình cùng nghe nhé. Qua câu chuyện, con học được điều gì thú vị? Và câu chuyện, chúng ta hãy biết quý trọng tình bạn. Nếu chúng mình không biết quý trọng thì sẽ không có ai chơi cùng như cô bé trong câu chuyện, phải không nào? Các con hãy kể chuyện cho
người thân của mình cùng nghe nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.